Cháu Chị và Các Bạn. Mời chị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối Đài Truyền hình Trà Vinh hôm thứ Bảy ngày 26 tháng 10. Trong chương trình thời sự tối nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Trà Vinh tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc về chống khai thác hải sản trái phép IUU. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng cùng với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cầu Kè. Trà Vinh tăng cường thực hiện các dự án sinh kế hỗ trợ nông dân giảm nghèo bền vững để nâng chất xây dựng nông thôn mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, trong ngày làm việc thứ tư của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật công đoàn sửa đổi. Tại phiên thảo luận dự thảo luật này, có 26 lượt ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu và tranh luận, trong đó các ý kiến cơ bản tán thành với nhiều nội dung của dự thảo luật và báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, các đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận về các nội dung hệ thống tổ chức, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam, quyền giám sát và phản biện của Công đoàn, hợp tác quốc tế của Công đoàn, việc quản lý sử dụng khai thác tài sản Công đoàn, trách nhiệm của nhà nước đối với Công đoàn, vấn đề biên chế tổ chức bộ máy của Công đoàn. Tham gia thảo luận dự thảo luật này, đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với vai trò cơ quan chủ trì soạn thảo và Ủy ban Xã hội, cơ quan thẩm tra dự thảo trong nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo luật công đoàn sửa đổi từ sau kỳ họp thứ 7 đến nay. Đồng thời, qua nghiên cứu dự thảo luật, đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình tham gia một số nội dung cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo luật. Thứ nhất, về các nhiệm vụ chi tài chính công đoàn khoảng 2.31, tôi đề nghị bổ sung nhiệm vụ chi tại điểm B khoảng 2.31 về việc công đoàn tham gia công tác đào tạo lại, chuyển đổi nghề, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề cho người lao động. Trong bối cảnh nước ta đang hướng tới nền kinh tế xanh, tuần hoàn kinh tế số và phát triển các ngành công nghiệp mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điều này đòi hỏi nguồn nhân lực không chỉ đủ về số lượng mà còn phải có trình độ cao đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động mới. Công đoàn cần phát huy vai trò của mình trong việc đào tạo, hỗ trợ đào tạo lại cho người lao động, giúp họ có kỹ năng sẵn sàng đối phó, đối mặt với những thách thức mới. Do đó, việc bổ sung nhiệm vụ này là hết sức cần thiết và nhà nước cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ để công đoàn phối hợp với doanh nghiệp trong công tác đào tạo lại, đảm bảo sự phát triển bền vững cho người lao động. Vấn đề thứ hai, tôi quan tâm về đảm bảo tổ chức bộ máy cán bộ công đoàn điều 26 như nhiều đại biểu đã phát biểu trước tôi. Trước hết thì tôi đồng tình với việc dự thảo luật giữ nguyên nội dung về biên chế cán bộ công đoàn như hiện hành, mang tính khái quát và đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống. Bởi lẽ, ngoài quy định của luật, công đoàn còn sẽ chịu sự điều chỉnh bởi quy định của đảng, điều lệ công đoàn Việt Nam. Tuy nhiên, với gần 10 năm làm cán bộ công đoàn chuyên trách ở địa phương và qua tổng hợp ý kiến của đông đảo cán bộ đoàn viên công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn chuyên trách, tại các buổi tiếp xúc cử tri với cán bộ đoàn viên công đoàn và người lao động trước kỳ họp thứ 7 cũng như là trước kỳ họp lần này, tôi thấy rằng hiện nay nhiệm vụ của công đoàn ngày càng phức tạp, khối lượng công việc ngày càng lớn như nhiều đại biểu đã nêu, nhưng biên chế lại rất hạn chế. Điều này làm gia tăng áp lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất ở cấp cơ sở. So với các tổ chức chính trị xã hội khác thì biên chế cán bộ công đoàn hiện nay chỉ bằng 1/3. Chẳng hạn đến tháng 3 2024 thì tổng biên chế của các tổ chức chính trị xã hội như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Mặt trận khoảng 62.000 người, trong khi đó tổng biên chế của cán bộ công đoàn địa phương chỉ khoảng 5.119 người. Con số này rõ ràng chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là khi số lượng công đoàn cơ sở và đoàn viên gia tăng. Một vấn đề cần đặc biệt lưu ý là việc quản lý biên chế cán bộ công đoàn hiện nay thì chưa đồng bộ giữa các địa phương. Công đoàn trả lương như cán bộ trong toàn hệ thống nhưng biên chế là do cấp ủy địa phương quản lý, dẫn đến sự không đồng đều trong phân bổ nhân sự. Ví dụ ở hai địa phương có điều kiện kinh tế xã hội tương tự nhau nhưng số lượng biên chế cán bộ công đoàn lại khác nhau do quyết định của cấp ủy khác nhau. Cùng với đó, thực tiễn cho thấy cán bộ công đoàn cơ sở chủ yếu là những người làm việc tại các doanh nghiệp, không thuộc biên chế công chức và thường hoạt động kiêm nhiệm. Điều này làm họ gặp khó khăn, đặc biệt trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động khi chính họ cũng là người lao động và phụ thuộc vào chủ doanh nghiệp. Tham khảo luật công đoàn một số nước trên thế giới, có thể tham khảo luật công đoàn Trung Quốc, cho thấy chúng ở những doanh nghiệp, chúng ta cũng nên nghiên cứu cơ chế này. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn chuyên trách tại các doanh nghiệp có đông công nhân không thuộc biên chế công chức nhưng được tuyển dụng dưới hình thức hợp đồng lao động. Điều này sẽ giúp công đoàn có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc đại diện bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Kiến đóng góp cụ thể nhằm hoàn theo đại biểu Thạch Phước Bình,
Ngày 12 tháng 6 năm 2021, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Và ngày 18 tháng 7 năm 2022, Bộ Chính trị ban hành kết luận số 40 về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, đều khẳng định tính đặc thù của Công đoàn. Nghị quyết số 02 đã đề xuất xây dựng chính sách phù hợp để tuyển dụng, đào tạo và tạo động lực cho cán bộ Công đoàn, đồng thời giao biên chế hợp lý để đáp ứng nhu cầu thực tế. Từ đó, đại biểu Thạch Phước Bình đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh cơ chế biên chế và tuyển dụng cán bộ nhằm đảm bảo đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ về số lượng và chất lượng. Điều này là cần thiết để Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Chiều ngày 25 tháng 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình kế hoạch chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Về tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có ông Nguyễn Trung Hoàng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện nay cả nước có trên 84.000 chiếc tàu cá, trong đó có 77.000 chiếc đã được đăng ký. Số lượng tàu cá từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt trên 98%. Hiện cả nước còn hơn 7.000 tàu 3.0. Từ đầu năm 2024 đến nay, có hơn 60 tàu với trên 400 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ xử lý do vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng trong nước cũng đã phát hiện bắt giữ 20 tàu vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Theo đánh giá từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU, tình trạng tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ngày càng tinh vi bằng nhiều thủ đoạn. Tỷ lệ số tàu vi phạm bị xử phạt còn thấp so với tổng số vụ việc vi phạm được phát hiện. Hiện cả nước mới theo dõi giám sát được khoảng 40% hoạt động của tàu cá ra vào cảng, khoảng 30% sản lượng thủy sản khai thác được giám sát qua cảng. Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết, qua 4 đợt thanh tra đến nay, tình hình chống khai thác IUU đã có sự chuyển biến nhất định. Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng yêu cầu theo khuyến nghị của EC. Nguyên nhân là do người đứng đầu tại một số địa phương chưa thực sự quyết liệt trong công tác này. Ngoài ra, có tình trạng bao che của lực lượng chức năng tại địa phương đối với hành vi vi phạm khai thác IUU và đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận ngư dân còn hạn chế. Để chuẩn bị tốt cho chương trình làm việc với đoàn thanh tra của EC lần thứ 5 vào tháng 11 sắp tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các bộ ngành địa phương tập trung khắc phục hạn chế, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác quản lý đội tàu, xử lý dứt điểm tàu cá 3.0 và tàu cá vi phạm VMS và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao hoặc dung túng tiếp tay cho hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp. Trước đó cũng vào ngày 25 tháng 10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức phối hợp về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Tại hội nghị, đại diện Bộ đội Biên phòng hai tỉnh đã báo cáo nhanh một số kết quả thực hiện công tác chống khai thác IUU của hai đơn vị trong thời gian qua, đồng thời thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong công tác chống khai thác IUU, cũng như những thuận lợi khó khăn và kinh nghiệm trong triển khai thực hiện công tác này. Tại hội nghị, hai đơn vị thống nhất tăng cường công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin về số lượng tàu thuyền, các hoạt động khai thác, đánh bắt trên biển và thống nhất đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân, nhất là các quy định về chống khai thác IUU, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản, tạo sự răn đe để ngư dân khai thác, đánh bắt tuân thủ các quy định của pháp luật. Chiều ngày 25 tháng 10, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Quang Khải, Bí thư Huyện ủy Cầu Kè cùng với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi tiếp xúc với gần 100 cử tri thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả kỳ họp thứ 16, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10. Kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10. Cử tri thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè kiến nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết các hộ dân đã nhận hỗ trợ bồi thường tái định cư nhưng hơn 10 năm qua chưa di dời đến nơi ở mới, gây khó khăn cho các hộ dân trong khu vực. Tại đây, nhiều cử tri cũng phản ánh tình trạng ô nhiễm ngập nước và chưa có hệ thống thoát nước trong khu vực tiếp giáp cầu thị trấn Cầu Kè làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống và gây mất mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó,
Cử tri còn cho biết, hiện nay nguồn nước sạch nông thôn được cung cấp từ trạm cấp nước chưa đảm bảo hợp vệ sinh, có nhiều tạp chất, nước bị vàng, đục, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân. Phát biểu với cử tri thị trấn Cầu Kè, sau khi ghi nhận những ý kiến của cử tri, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2024 với các chỉ tiêu đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, kết quả nổi bật là phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm, nâng cao đời sống người dân vùng nông thôn. Đối với huyện Cầu Kè là địa phương được công nhận huyện nông thôn mới nâng cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tập trung phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương để tiếp tục đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, cần tập trung đầu tư phát triển cây dừa, xây dựng mở rộng vùng nguyên liệu dừa, vận động nông dân tham gia chuỗi liên kết sản xuất, xây dựng tổ hợp tác xã trong phát triển trồng dừa và tăng cường kêu gọi đầu tư phát triển du lịch với nhiều hình thức đa dạng phong phú gắn với các lễ hội dân gian, văn hóa, lịch sử ở địa phương. Sáng nay ngày 26 tháng 10, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, chủ trì cuộc họp sơ kết tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2024. Báo cáo tại cuộc họp cho biết, trong tháng 10 năm 2024, thu ngân sách của tỉnh ước đạt gần 1.200 tỷ đồng. Lũy kế trong 10 tháng đầu năm, thu ngân sách của tỉnh đạt trên 14.000 tỷ đồng, đạt trên 100% dự toán và tăng gần 14% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, trong tháng 10, tỉnh cũng chi ngân sách trên 1.000 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đầu năm nay chi hơn 8.000 tỷ đồng, đạt trên 60% dự toán và tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Báo cáo cũng cho biết, trong tháng 10 năm 2024, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, giá cả một số nông sản giảm sâu, sâu đầu đen gây hại dừa chậm được khống chế. Về công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 10% so với tháng trước, lũy kế 10 tháng tăng gần 40% so với cùng kỳ. Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt trên 120 triệu đô la Mỹ, lũy kế 10 tháng tăng gần 30% so với cùng kỳ. Trong tháng 10 năm 2024, các hoạt động sự kiện văn hóa xã hội được tổ chức thành công theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, tổng lượt du khách tham quan lưu trú và công suất phòng bình quân giảm so với tháng trước. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội tăng so với cùng kỳ. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong tháng 11 và cả năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị các ngành, các địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong 10 tháng đầu năm. Trong đó, cần chú ý hỗ trợ nông dân giải quyết một số khó khăn hiện nay trong sản xuất nông nghiệp và có giải pháp cụ thể để nâng cao giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cũng đề nghị tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tập trung giải quyết dứt điểm, đúng quy định các vụ việc khiếu nại tố cáo còn tồn động. Ngoài ra, cần triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao các chỉ số cạnh tranh, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn cũng lưu ý các ngành, các địa phương quản lý chặt chẽ, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong các dịp lễ hội, sự kiện văn hóa sắp tổ chức trong những tháng cuối năm, đảm bảo các sự kiện được tổ chức thành công theo mục tiêu kế hoạch đề ra. Chiều ngày 25 tháng 10, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh công bố quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Phan Văn Nhận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duyên Hải. Tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đã trao quyết định của Tỉnh ủy Trà Vinh về việc nghỉ hưu đối với cán bộ công chức cho đồng chí Phan Văn Nhận, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1963, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duyên Hải, được nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những đóng góp thiết thực của đồng chí cho sự phát triển của huyện Duyên Hải nói riêng và tỉnh nói chung. Đồng chí Phan Văn Nhận từng giữ nhiều vai trò trọng trách khác nhau, nhưng dù ở cương vị nào, đồng chí luôn gương mẫu, nỗ lực, cố gắng hoàn thành công tác. Trưởng ban tổ chức mong muốn, sau khi nghỉ hưu, đồng chí Phan Văn Nhận tiếp tục thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của người đảng viên, quan tâm đóng góp cho công tác xây dựng đảng tại nơi cư trú, góp phần vào sự phát triển của địa phương. Đồng chí Phan Văn Nhận gửi lời cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Duyên Hải đã luôn tin tưởng, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng chí trong quá trình công tác. Đồng chí Phan Văn Nhận hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Chiều ngày 25 tháng 10, ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh lần thứ tư năm 2024. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh lần thứ tư năm 2024 được tổ chức vào ngày 29 tháng 11 năm 2024.
và đã xin ý kiến thường trực tỉnh về dự thảo báo cáo chính trị, nhân sự, khen thưởng và các công việc có liên quan phục vụ công tác tổ chức đại hội. Từ đó, thành lập các tiểu ban giúp việc để hoàn tất công tác chuẩn bị như thành lập tiểu ban bảo vệ an ninh trật tự, tiểu ban nội dung văn kiện, tổ chức, nhân sự, tiểu ban thi đua khen thưởng, tiểu ban tuyên truyền hậu cần, khánh tiết, văn nghệ. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Châu Văn Quà yêu cầu thành viên ban chỉ đạo đại hội tăng cường phối hợp với ban dân tộc tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành rà soát lại các bài tham luận đảm bảo bám sát chủ đề, mục tiêu của đại hội. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiểu ban thi đua khen thưởng bổ sung thêm đối tượng khen thưởng, rà soát lại chương trình biểu dương phù hợp với diễn biến đại hội. Tiểu ban tuyên truyền hậu cần khánh tiết văn nghệ cần đảm bảo các nội dung ảnh triển lãm phải mang tính tuyên truyền trực quan, đúng chủ đề của đại hội và phải hoàn thành mọi công tác chuẩn bị trước ngày 15 tháng 11. Ngày 25 tháng 10, Trường Đại học Trà Vinh phối hợp với Tổ chức Doanh nghiệp Hà Lan, các doanh nghiệp trong nước, tổ chức thảo luận các vấn đề liên quan đến phát triển và nhân rộng mô hình kinh doanh cho nông nghiệp chịu mặn. Qua tham quan thực tế 6 mô hình dự án tại tỉnh Trà Vinh, các đại biểu đánh giá cao về tính phù hợp, hiệu quả của dự án đối với đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng. Theo đó, các chuyên gia cho biết, Hà Lan và Việt Nam là hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng về mặt địa lý, khả năng thích ứng với thiên nhiên, biến đổi khí hậu, quản lý môi trường, nền kinh tế xanh. Do đó, đây là điều kiện thuận lợi để Hà Lan tiếp tục hỗ trợ người dân phát triển nền nông nghiệp xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới. Diễn đàn là cơ hội để cung cấp cho nông dân và các nhà khoa học những kiến thức chuyên sâu, dự báo về biến đổi khí hậu của khu vực Đông Nam Á trong tương lai, giới thiệu các giải pháp cần thiết để giúp nông dân giảm thiểu rủi ro trong canh tác. Không những thế, đây còn là cơ hội để vận dụng kết nối các hoạt động nghiên cứu, giáo dục và chuyển giao kiến thức khoa học đến các nhà lãnh đạo, nhà quản lý địa phương, quốc gia và khu vực, nhằm nâng cao khả năng thích ứng, phục hồi nông nghiệp ở các vùng bị ảnh hưởng bởi nhiễm mặn, phát triển bền vững kinh tế xã hội và bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên. Được biết, đây là giai đoạn 2 của dự án Mekong Sanh Lab thực hiện các mô hình ứng phó xâm nhập mặn và đảm bảo sinh kế cho người dân khu vực nhiễm mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Dự án đã thực hiện 6 mô hình gồm mô hình trữ nước mưa nông hộ, mô hình trữ nước mưa canh tác nông nghiệp, mô hình thủy canh mở, mô hình xử lý nước mặt, mô hình xử lý nước mưa thành nước uống, mô hình xử lý nước thải bằng phương pháp đất ngập nước. Điểm đặc biệt của các mô hình là đều nằm trong chiến lược sử dụng nước tại nông hộ, đảm bảo tính bền vững về mặt sinh kế và an toàn nguồn nước tại nông hộ. Trước đó, đoàn đã tham quan thực tế các mô hình sản xuất thủy canh tại Cồn Chim, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, nơi triển khai 4 trong các 6 mô hình của dự án Mekong Sanh Lab giai đoạn 2023-2025. Và dự án hỗ trợ đồng bằng sông Cửu Long về biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn được chính phủ Hà Lan tài trợ. Sáng nay ngày 26 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh phối hợp với các bệnh viện tuyến trên đến từ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học kỹ thuật năm 2024. Đây là hội thảo khoa học kỹ thuật được Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh phối hợp với các bệnh viện tuyến trên tổ chức hàng năm nhằm duy trì các hoạt động nghiên cứu khoa học, cập nhật kiến thức, học tập trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh. Đặc biệt là đối với các bệnh nhân mãn tính là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay. Riêng tại hội thảo khoa học kỹ thuật lần này, các bác sĩ chuyên gia đầu ngành đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện 115 thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên điều dưỡng đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa trong tỉnh nhiều kiến thức chuyên ngành về điều trị các bệnh lý về tim mạch, nội tiết, cơ xương khớp, các phương pháp kỹ thuật trong điều trị ung thư vú. Phát biểu tại hội thảo, tiến sĩ bác sĩ Trần Kiến Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh nhấn mạnh, hội thảo khoa học kỹ thuật thường niên có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh nói riêng, cho ngành y tế tỉnh Trà Vinh nói chung, không ngừng nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho nhân dân, nhất là đối với các chứng bệnh khó được điều trị thành công tại địa phương, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Kính thưa quý vị và các bạn, công tác giảm nghèo luôn là yếu tố quan trọng để xây dựng thành công nông thôn mới và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Xuất phát từ mục tiêu đó, tỉnh Trà Vinh đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình dán hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, lồng ghép kết hợp thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia để giảm nghèo.
Ông Phạm Thanh Hải, ngụ ấp Cà Tum A, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, là một trong nhiều hộ nghèo được hỗ trợ bò sinh sản, đảm bảo thoát nghèo bền vững từ nguồn vốn dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Ông Hải chia sẻ, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo nhiều năm do không có vốn làm ăn, không có đất sản xuất nên kinh tế bấp bênh. Vào đầu năm 2024, gia đình ông được địa phương hỗ trợ một con bò trị giá 20 triệu đồng và được cán bộ nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật trồng cỏ, cách làm chuồng trại, phối giống và tiêm phòng vaccine, phòng ngừa dịch bệnh cho bò. Nhờ đó mà bò của ông phát triển tốt, chờ ngày sinh sản. Ngoài việc hỗ trợ nguồn vốn phát triển sản xuất, xã Vinh Kim còn hỗ trợ thêm 50 triệu đồng để gia đình ông xây mới căn nhà. Chính nhờ sự hỗ trợ mà gia đình ông Hải mới có điều kiện phát triển sinh kế, vươn lên thoát nghèo. Nói chung ra thì cũng hoàn cảnh là khó khăn như vậy thế này. Hồi trước thì cũng vợ chồng cũng đi làm thuê làm mướn á. Rồi cũng đau bệnh, rồi cái nó khổ sở, nhà cửa thì rách nát không sửa nổi. Thì bây giờ đến ngày hôm nay thì nhà nước cũng hỗ trợ cho mình một căn nhà với một con bò. Có bò, có nhà thì mình cũng cố gắng làm ăn. Cũng được hưởng lợi trực tiếp từ dự án 2 đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo. Bà Trần Thị Bích Hạnh, ngụ ấp Cà Tum A, xã Vinh Kim chia sẻ, gia đình thuộc hộ nghèo, thu nhập bấp bênh. Vợ chồng bà chủ yếu đi làm thuê làm mướn để lo cho cuộc sống và ba đứa con. Nay được địa phương hỗ trợ bò giống sinh sản, bà cố gắng chăm sóc tốt để nó sinh sản tăng thêm thu nhập. Cũng rất là mừng, vợ chồng em cũng gắng phấn đấu để nuôi bò, sau này nó có bò nghé để rồi mẹ đẻ rồi con. Thì em cũng gắng cố gắng cắt cỏ rồi cho bò nó ăn đầy đủ. Ở đây cũng em nhờ chính quyền địa phương với là mấy cấp trên, rồi có em là hộ nghèo. Như em đi bán vé số ngày cũng không được nhiều, mà trong khi anh thì cũng thất nghiệp, rồi cháu cũng thất nghiệp, thì em nhờ cấp trên hỗ trợ cho được cái gì đỡ cái nấy. Hàng năm, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc xã Vinh Kim, chi bộ các ấp ra soát hộ nghèo theo các tiêu chí, họp các hộ dân để lựa chọn và hỗ trợ các hộ nghèo một cách phù hợp. Qua khảo sát, dự án hỗ trợ bò sinh sản cho hộ nghèo là sự hỗ trợ rất kịp thời và hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế thiết thực, là nền tảng để các hộ vươn lên thoát nghèo. Dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, mang lại hiệu quả giảm nghèo nhanh, phù hợp điều kiện thực tiễn ở địa phương. Cụ thể là các chế độ chính sách được triển khai nhanh, các văn bản hướng dẫn cụ thể, quá trình khảo sát thực hiện dự án có nhiều thuận lợi. Người dân được hỗ trợ bò sinh sản, rất phấn khởi và cam kết sau khi triển khai dự án sẽ cố gắng nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Dự án được triển khai sẽ góp phần hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo phát triển sinh kế, đặc biệt là những hộ thiếu vốn sản xuất, khắc phục khó khăn, dâng lên trong cuộc sống. Bởi đây còn là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ngay từ đầu năm thì Ủy ban nhân xã đã xây dựng kế hoạch để thực hiện cái công tác các thông tin các lĩnh vực, trong đó có cái công tác giảm nghèo. Thì đến nay thực hiện được là trên địa bàn xã là 69 hộ. Tổng kinh phí hai đợt hỗ trợ thì 1 tỷ 380 triệu đồng. Dự án thực hiện triển khai thực hiện là trong thời gian 3 năm thì trong cái dự án này thì dự tính là sau khi mà hoàn thành dự án thì mỗi hộ như vậy nếu mà chăm sóc tốt khả năng là được hai bò con. Như vậy thì thu nhập là khoảng trên dưới 30 triệu, trừ cái chi phí lại thì cũng khoảng là 70-80%. Hiện nay xã Vinh Kim chúng tôi thì hộ nghèo là đến nay thì còn tỷ lệ là 0.9%. Năm 2024, tỉnh Trà Vinh thực hiện dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo với tổng nguồn vốn hơn 40 tỷ đồng. Theo đánh giá của các ngành chức năng, đây là một trong những dự án mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần giảm nghèo cho người dân và cũng là tiêu chí quan trọng để Trà Vinh xây dựng thành công nông thôn mới. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.